Thế nào gọi là giảm mỡ nhẹ nhàng? Hiện tại mình thấy trong người thế nào rồi chị? Thường. À, có thấy đau gì không chị? Chị ơi, thì không biết là khi mà mình đến đây mình làm, trước khi mình làm thì mình có lo lắng, có hồi hộp không? Sợ đau mà. Sợ đau đúng không? Rồi bây giờ làm xong rồi có thấy đau giống như mình tưởng tượng không? Không. Không đúng không? Rất là nhẹ nhàng ha. Sau sinh á thích mỡ nhiều. Dạ, sau sinh. Vậy thì mình sẽ được mấy bé rồi? Hai bé. Bé nhỏ nhất bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Là thích mỡ cũng khoảng 8 năm rồi. Khi mà mình làm á thì mình lo lắng cái điều gì nhất? Mình có sợ đau không? Có, sợ đau chứ. Chứ đó mình có tìm phương pháp nào để giải quyết cái mỡ của mình chưa? Cũng đi massage rồi á. Đi massage mà không hết. Hiện tại mình thấy trong người thế nào rồi chị? Có thấy đau gì không chị? Không. Dạ rồi, mình thấy mình xác nhận em đây là 2 lít mỡ được lấy ra của mình ha. Dạ rồi, hiện tại mình đang thấy như thế nào chị, có đau đớn gì không? Dạ. Rồi chị ơi, thì không biết là khi mà mình đến đây mình làm, trước khi mình làm thì mình có lo lắng, có hồi hộp không? Sợ đau mà. Sợ đau đúng không? Rồi bây giờ làm xong rồi có thấy đau giống như mình tưởng tượng không? Không. Không đúng không? Rất là nhẹ nhàng ha. Rồi lúc mà mình thực hiện xong công nghệ giảm mỡ Libon ra sao thì chị thấy được cái răng của mình chưa? Lúc mà được thay băng á. Thấy à? Thấy rồi đúng không? Thế là mình thấy rằng là cái phần bụng của mình nó giảm mỡ đi rõ rệt không hả chị? Thấy. Thấy đúng không? Dạ. Thì làm xong xuống phòng hậu phẫu được 1 tiếng rồi thì mình cảm thấy trong người như thế nào? Có mệt, có chóng mặt, có khó chịu gì không chị? Không, chị thấy ê ngay cái bụng thôi. Giống như mình tập thể dục tí thôi. Như mình tập thể dục hơi nặng xíu thì nó hơi ê giãn cơ rồi thôi. Đúng không ạ? Bây giờ nhờ chị một xíu là mình đứng lên mình đi lại giúp em nha. Rồi. Mình đi sang bên này này. Rồi xoáy một vòng thật là đẹp lên hay là đó, múa luôn nha, rồi dễ thương quá, em mời chị ngồi nha. Đó, mình xoay như thế xong mình có thấy là bị chóng mặt các thứ không chị? Không, không đúng không, bị lừa đúng không? Rồi mới là kết quả giảm mỡ của mẹ hai con sẽ như thế nào? Chọn Libo Ultra Sau có eo thon nhẹ nhàng.